Nếu chỉ phát triển số lượng mà không tập trung nâng cao chất lượng thì giá trị thu nhập của hộ chăn nuôi không thể cao. Trước thực trạng này, nhiều hộ dân nuôi gà ở xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng coi trọng nâng cao chất lượng sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định là cách gia tăng giá trị sản phẩm tiềm năng của địa phương. Mỗi lứa, 7 thành viên của tổ hợp tác nuôi gà thôn Làng Trung vào đến cả vạn gà giống. Các hộ cùng nhau lấy giống, thức ăn chế biến sẵn và vaccine phòng bệnh. Cách làm này giúp tiết giảm tối đa khâu trung gian, nông dân sẽ có lãi cao hơn, nhất là trong thời điểm vật tư đầu vào tăng cao như hiện nay. Trong khoảng 2 tháng đầu, lịch tiêm chủng vaccine và chế độ cho ăn được gia đình chị Lâm Thị Dung đặc biệt coi trọng để đảm bảo tỷ lệ sống cao. Nói chung nó lắm bệnh lắm, nhưng mà tầm ngoài 2 tháng rưỡi dở ra là nó hết, nó không bệnh hết. Thả nuôi khoảng độ tầm 3 tháng là cắt cám đi là cho ăn ngô hạt, bảo nhau được chăn nuôi dịch bệnh cùng nhau chữa. Sản phẩm gà thả đôi đạt chất lượng, tổ hợp tác chế biến thực phẩm sạch Trì Quang đã ký hợp tác cung ứng gà ổn định để chế biến sản phẩm gà ủ muối. Việc cung ứng ổn định gà thương phẩm đạt chất lượng giúp cho tổ hợp tác có thể chế biến lên đến cả chục tấn sản phẩm gà mỗi năm. Sản phẩm gà ủ muối của cơ sở thì đã được chứng nhận OCOP. Cơ sở chúng tôi cần hỗ trợ về cái khoản marketing, quảng bá thêm, rộng thêm để các nơi trên cả nước được biết tới sản phẩm để mình bán rộng được ra thị trường. Toàn xã Trì Quang có 875 hộ nuôi gà. Trung bình mỗi năm, nông dân cung ứng từ 5 đến 600.000 con gà ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Mặc dù giá bán hiện thấp, nhưng việc nuôi gà thả đồi quế hay nuôi dưới tán rừng trồng được nhiều hộ lựa chọn bởi mọi thời điểm chăn nuôi vẫn đang tạo việc làm và có thu nhập cho nhiều hộ. Thực hiện cái nghị quyết 10, chúng tôi cũng đang xây dựng cái mô hình nuôi gà dưới tán rừng. Cũng mong muốn rằng là để sau này trở thành cái thương hiệu gà Trì Quang để nó có chỗ đứng trên thị trường và liên kết trong cái vấn đề mà đầu ra cho sản phẩm. Nuôi gà ở quy mô lớn có liên kết trong cung ứng vật tư và chế biến sản phẩm. Cách làm của nhiều tổ hợp tác ở xã Trì Quang đang góp phần xây dựng thương hiệu gà Trì Quang bền vững, là điều kiện để nhiều hộ có thu nhập tốt hơn từ phát huy thế mạnh của sản phẩm tiềm năng tại địa phương.